nước Việt Nam có ngàn đông đồ cõi bắc bắc tình có chứa tây thiên soi chuyển thiên hạ phải đà nhập.
Thank you.
Thank you.
Trở về
lên gành xuống tháp nước biếc thế sao. Nước biếc khê rào chốn sơn lâm đang đọc anh hào uy lừng này dậy rào hàng bốn phủ bắt dòng ba
đồng tử theo hồ vào tố hương phụ ra hồ thanh ra tiệc bàn hoan cung thỉnh mời quan đệ tử không còn trời cao ngỡ miền cung sắc dòng bán phong tỏ trói sắc dòng quyền quan đệ tử dạy Lão chắp tay
nhiên sẽ mãi phúc thuận thảo hiền. Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng còn bao kẻ bạo ngược
bước tuôn đi đầu tình nghề
sương long lanh, mặt mặt hoa tươi tốt, mái tóc xanh rực rỡ, mấy phấn nhị hồng tô điểm màu da, cổ tay ngọc ngà đầu vẫn tóc mái dầu điểm trang lược sắc chấm tài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
suối trên đồi ai kể sóng đang quyện ai bảo là Hà Giang. Chạy hồi đua
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên bát ngát nóng nóng sầu phục dưới ngôi đền thờ sầu nồng nồng tôi linh nhìn xem phong cảnh yêu tình. Thank you.
rước dầu về cho tới sơn dung dày dẫn lập lập lên lên mò xanh tài đã dậy gần xa bàn làng cao lúc trẻ già đôi cuối thu mãn về xa xa từ ngày xa
xích lại gần người ta nhỏ bao nhau khi xuất gian tầm phép hòa đào ai đi lễ mẫu trên sơn trang bắc bắc có con suối nhỏ
Hoa thơm quả ngọt tốt mùa ngát hương xa xa hồi.